đường. Có cái gỗ. Sương khói mờ như này. Sương sụp cột giảm lửa đi. Lô lô chảy lũng cú Z kia cột cờ trong kia sáng sáng ba cái đèn nhỉ. Sau đó thứ hai chính là tất cả vị khách và bà con nhân dân ở đây đến nghỉ mối theo lối vòng tay lối lạn, lối vòng tay lối lạn lối lớn à. Mặt đỏ lừ. Nóng mà bên mặt đỏ lên rồi. À đội kia. Nhìn lại sao? Đây 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 anh đang quay phim. Cây bên kia sẽ đi lên trên đấy ngắm cảnh có đường nào lên không, có đường lên đấy, đường mòn đấy đây à.
đoạn nhà đã xây đất. À, kia là đường lên trên cột cờ Lũng Cú. Đi đây đây ạ. Bảo ăn nhiều vào, ăn nhiều vào để chờ bán sang biên giới này. Không phải tin nổi. Đi đi đổi biết. Chắc là nhà rồi. Đang đi ông rừng. Đấy. À, bên xa xa kia là Trung Quốc. Ở nhà kia. China. Đấy. À. Phía xa là Trung Quốc. Đây đang đi tìm con đường để sang bên đấy. Ăn đi Bình Yên này. Bán vợ sang Trung Quốc này. Không thể đi nổi. Đấy, đất kia là đất Trung Quốc. Đúng rồi, mình đang đứng đây để nhìn sang Trung Quốc. Đây là điểm cực Bắc. Hàng rào biên giới Trung Quốc kia. Giữa đây, xây đây, tí sẽ zoom lại vào đây. Cái đường kia là đường rào lốt sao nhỉ, có nhìn rõ không? Để sẽ zoom vào nhỉ. Ở hàng rào đó. Đúng hàng rào trắng 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 này. Đây này. Mình đang ở đứng hàng ở rào biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc. Đứng đứng đợi anh. Bên kia cũng không có nhà đâu. Không có nhà. Nhưng mà nhìn đâu. Không có nhà nào đâu. Hàng rào chạy dọc này á. Chỗ này là sông Nho Quế bên dưới kìa. Đấy là bên kia Trung Quốc. Đây, đây là đỉnh, chỗ này bắt nguồn của sông Nho Quế từ Trung Quốc sang này. Thì góc từ cái hẻm bên kia kìa. Sang đây. Cái zig zag kia của tàu kìa. Còn đâu là có một cái đường. Đường đường rồi. Mấy đứa nhỏ đi là không ai. Ở giữa. Đây đây đây. Cái đó đồ cái gì à? À mà có cửa khẩu thì sao? Cửa khẩu có mà. Ở đoạn này thôi. Sang bên kia. Tôi lấy xe. What the hell? Không cần phải đây. Cột mốc 428, phía bên kia là Trung Quốc.
là đến kia rừng. Camera bố trí khắp nơi, điện dây điện điếc. Bên đấy chẳng có gì. Mũi chảy ra rồi. Mệt quá đâu mũi chảy ra.